các lực lượng Ukraine đang cố gắng tiếp tục tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga trong khuôn khổ chiến dịch tấn công xuyên biên giới lịch sử. Nhưng quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi chống đỡ các đòn tấn công như vũ bão không chỉ ở miền Đông mà còn toàn bộ hệ thống năng lượng trọng yếu. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Nga đáp trả thích đáng, liệu Ukraine có mất cả chì lẫn chài? Ngày 26 tháng 8 có lẽ sẽ được ghi vào biên niên sử lịch sử quân sự của Nga vì đây là ngày quân đội Nga đã giáng một trong những đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi thành lập quân khu phía Bắc. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng khi các phương tiện truyền thông, hệ thống cảnh báo và tin nhắn tức thời của Ukraine bùng nổ theo đúng nghĩa đen với phát đi cảnh báo rằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đang lao tới từng đợt dọc theo toàn bộ vòng cung của đường liên lạc, bao gồm cả Biển Đen. Những cảnh báo này giống như những phát súng được phát đi liên hồi gần như cho đến chiều muộn. Cùng với đó, các video và hình ảnh về màn tấn công từ phía Nga lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông mà phía cơ quan chức năng của Ukraine không thể kiểm duyệt hết được. Khác với những lần trước, lần này, truyền thông Ukraine không đưa tin về những hoạt động tác chiến siêu hiệu quả của lực lượng phòng không nước này bắn hạ nhiều mục tiêu. Và Nga dường như đã bắt đầu tung ra những đòn đáp trả. Đến cuối ngày 26 tháng 8, một tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng quân đội, hải quân và hàng không vũ trụ đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các trạm biến áp phân phối điện ở Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, Poltava, Nikolaev, vùng Kirovograd và Odessa. Trọng tâm của tên lửa và bom đã đổ dồn xuống các trạm nén khí ở các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Kharkov, những khu vực trọng yếu về đảm bảo phân phối khí đốt trong nước. Cùng với đó là những màn tấn công vào khu vực sân bay quân sự ở vùng Kiev và Dnipropetrovsk, nơi cất giữ nhiên liệu, vũ khí do phương Tây cung cấp. Nói một cách đơn giản, tên lửa và bom dành cho các máy bay chiến đấu F-16 mới được chuyển giao và cất giấu cẩn thận. Ngoài ra, dư luận cũng đề cập đến các cuộc tấn công trực tiếp vào các căn cứ có thể có của máy bay tại sân bay ở vùng Ivano-Frankivsk. Hiện Kiev chưa công bố bức tranh thực tế về thiệt hại phải gánh chịu. Vì vậy, để hiểu quy mô và kế hoạch một cách gần đúng nhất, chúng ta sẽ dựa vào số liệu và tuyên bố gián tiếp của các quan chức. Chỉ vài giờ sau khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện nhiệm vụ tấn công, quay trở lại sân bay, tiếp nhiên liệu và cất cánh trở lại, bằng tiếng lóng quân sự gọi là quay băng chuyền, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko viết trên mạng xã hội của mình rằng tình hình lĩnh vực năng lượng ở Ukraine là vấn đề nghiêm trọng và xảy ra tình trạng mất điện luân phiên trên diện rộng. Tại thời điểm này, 4 quận ở Kiev và một nửa Odessa đã không có điện, mất điện ở nhiều nút giao thông và nhánh đường sắt. Còn ở Khaitumia, theo báo chí địa phương, nguồn cung cấp nước đã ngừng và hệ thống xử lý nước thải cũng bị tắt. Nhìn chung, tại nhiều khu vực, toàn bộ khu vực ngay lập tức bị cô lập, kể cả những khu đông dân cư. Thời điểm Nga lựa chọn tấn công đáp trả dường như có hàm ý. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Ukraine kỷ niệm ngày độc lập. Phát biểu thông điệp qua video gửi tới công chúng được ghi lại ngay ở biên giới giữa vùng Sumy của Ukraine và Kursk của Nga. Tổng thống Zelensky trực tiếp khẳng định việc xâm nhập khu vực biên giới của Nga là để đáp trả và ép buộc Nga phải đàm phán theo các điều kiện của Kiev. Và vào sáng ngày 26 tháng 8, giới lãnh đạo chính trị quân sự của Nga đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt bằng màn tấn công lớn nhất từ trước đến nay tới Ukraine. Thứ hai, các mục tiêu được phía Nga lựa chọn cũng mang nhiều ẩn ý. Chưa bao giờ lực lượng không quân của Nga tấn công vào hệ thống phân phối khí đốt bên trong. Lần tấn công này, lực lượng Nga quyết định không chỉ tắt đèn tối đa đối với người dân và cơ sở công nghiệp, mà còn dập tắt toàn bộ các nguồn năng lượng dự phòng. Hơn nữa, trái ngược với những dự đoán đáng lo ngại ở Brussels, thiết bị đo và nén khí tại các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở phía tây Ukraine, nơi cung cấp nguồn cung phục vụ thị trường châu Âu, không bị hư hại. Một tín hiệu rõ ràng hơn đối với châu Âu rằng Moscow không sử dụng việc vận chuyển khí đốt như một công cụ tống tiền. Thứ ba, các trạm biến áp, vệ tinh của ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Điều này đẩy Ukraine đến một ngõ cụt.
Các trạm biến áp bị ngắt kết nối ở Kiev, Rivne, Lutsk và Koven là những huyết mạch của nhà máy điện hạt nhân Rivne. Các cơ sở tương tự ở các vùng Khmelnytsky, Khartoum, Rivne và Kiev, thực chất là nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky, đã bị loại khỏi hệ thống năng lượng xuyên quốc gia. Ngày 27 tháng 8, tình trạng mất điện đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Điều này có nghĩa là những con voi nguyên tử của lĩnh vực năng lượng mà Ukraine vẫn xem đó là chìa khóa cuối cùng đã bị phá hủy và sự cân bằng mong manh đã bị phá vỡ. Trong ngày, dựa trên dữ liệu giám sát mở, Ukraine đã tăng gấp 4 lần lượng điện nhập khẩu từ Romania, nhưng dòng điện đã bị gián đoạn do hỏa hoạn tại các trạm biến áp Kiev và Khartoum, 750 đến 755 kV. Đây là hai trọng điểm của hoạt động xuất nhập khẩu điện. Và nếu những cơ sở này bị hư hỏng nghiêm trọng, thì cho đến khi chúng hoạt động trở lại, có thể nói rằng ở Ukraine không còn một hệ thống năng lượng thống nhất nữa. Nó thực sự đã chia thành hai hòn đảo năng lượng và chúng đồng bộ với nhau như thế nào sẽ là một câu hỏi mở. Trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ buộc Nga phải trả giá và sớm đàm phán theo các điều khoản của mình. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trên toàn chiến tuyến lại đang chưa thể chứng minh được lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine. Giống như tất cả chiến dịch quân sự, cuộc đột kích vào Kursk là một canh bạc. Trong khi các lực lượng của Kiev tiến công vào Nga, thì họ cũng đang mất đi các vùng lãnh thổ của mình. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky cho biết, Kiev đã tiến vào Kursk từ khoảng 28 đến 35 km, chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ Nga và 93 khu định cư. Để đạt được thành công này, Ukraine cũng phải trả giá đắt. Theo giới phân tích, mỗi km vuông mà Ukraine chiếm được tại Kursk có thể khiến nước này mất thêm diện tích lãnh thổ tại Donetsk. Tướng Syrsky ngày 27 tháng 8 năm 2024 cho biết, một trong những nhiệm vụ khi tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Kursk là chuyển hướng lực lượng đối phương khỏi các mặt trận, trước hết là hướng Pokrov và Kurakhov. Theo ông Syrsky, Nga hiểu điều này, vì vậy họ vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào hướng Pokrov. Đây là nơi có nhiều đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của họ. Tổng tư lệnh Ukraine đánh giá Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các hướng khác, trong khi vẫn tăng cường nỗ lực ở Pokrov, đồng thời mô tả tình hình ở Pokrov và Kurakhov là tương đối khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga đã tiến thêm được vài km về phía thành phố Pokrov thuộc Donetsk ở phía đông Ukraine. Pokrov là trung tâm hậu cần của Ukraine, nằm ở ngã ba của hai con đường chính xuyên qua khu vực. Việc kiểm soát thành phố này được coi là chìa khóa để quân đội Nga thực hiện mục tiêu của Tổng thống Putin là kiểm soát các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, hay còn gọi là Donbass. Quân đội Nga đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho khu vực này. Các cuộc tấn công của Nga tại Donbass ngày càng dữ dội hơn, bất chấp vùng biên giới Kursk đang bị Ukraine xâm nhập. Giới phân tích cho rằng trọng tâm chính của Tổng thống Putin là hướng đến Donetsk, đặc biệt là thành phố Pokrov. Theo giới phân tích, Ukraine có một số lựa chọn. Họ có thể tiếp tục tiến sâu hơn vào Nga và bắt đầu củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mới giành được bằng cách đào chiến hào và lập tuyến phòng thủ. Các lực lượng Ukraine cũng có thể chấp nhận chịu nhiều tổn thất ở Donbass để gửi một thông điệp tới phương Tây rằng họ có khả năng tiến lên và giành thắng lợi một phần ở mặt trận khác. Ngoài ra, Ukraine cũng có thể lựa chọn rút khỏi Kursk sau khi chứng minh rằng họ có khả năng phá vỡ các làn ranh đỏ và phơi bày điểm yếu của Moscow ở vùng biên giới. Một số nhà quan sát cho rằng mục đích của Ukraine là muốn kéo quân đội Nga ra khỏi Donbass để giảm áp lực cho quân phòng thủ của họ tại đó, thực sự không mang lại lợi ích. Philip Kaber, một nhà phân tích quân sự về Ukraine, lo ngại Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với cuộc phản công quyết liệt của Nga ở một hoặc cả hai mặt trận. Chiến thuật của Nga có thể là dồn ép và bao vây quân đội Ukraine trong một khu vực chật hẹp, sau đó tấn công ồ ạt. Các đơn vị của Nga rất mạnh, ông Kaber lưu ý. Tiến sĩ Karin von Hippen tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh có trụ sở tại London nhận định Ukraine đang chứng minh vẫn còn các nguồn lực dự trữ để tấn công Kursk. Nhưng nếu Kiev không thể liên tiếp làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sẽ sớm bị dồn vào chân tường do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh tương đối lớn. Nếu không sớm kết thúc
chiến dịch đột kích biên giới sẽ gây bất lợi cho Ukraine bởi vì Nga có lực lượng dự bị và kho dự trữ vũ khí lớn. Họ có nhiều binh sĩ hơn, có nhiều đạn pháo và thiết giáp hơn. Xung đột tại biên giới càng kéo dài thì Moscow càng có nhiều lợi thế, bà Karen von Hippen nhấn mạnh. Cuộc chiến ở Ukraine là một ván cờ phức tạp với nhiều yếu tố đan xen ảnh hưởng đến diễn biến của các sự kiện. Ukraine đang tìm cách giành chiến thắng trên mặt trận ở Kursk để củng cố vị thế đàm phán của nước này. Trong khi đó, Nga đang cố gắng áp đặt một thực tế mới trên thực địa thông qua các cuộc tấn công liên tiếp tại Donbass. Tuy vậy, rủi ro mà hai bên phải đối mặt là rất lớn. Ukraine cần xem xét việc duy trì nhịp độ tấn công để không bị tổn thất quá nhiều binh lực và vật lực. Còn Nga phải chịu áp lực lớn khi vừa tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ tại Kursk, lại vừa duy trì đà tiến ở miền đông Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng đó, viện trợ của phương Tây đối với Ukraine được cho là một trong những yếu tố chính quyết định cán cân giữa hai bên. Indian Express dẫn phân tích từ một chuyên gia Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cho rằng Ukraine có thể đã mắc sai lầm khi tiến sâu vào Kursk. Chuyên gia này nhận định nếu Nga không sớm ngồi vào bàn đàm phán và nếu các đối tác phương Tây không cung cấp thêm vũ khí, đạn dược cho Ukraine, cuộc đột kích vùng Kursk có thể trở thành hành động tự sát về mặt quân sự của Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.